Xin kính chào toàn thể đại gia đình nhà mình. Hôm nay em chăm ô tô thành phố Hải Dương xin quay live cho tất cả gia đình nhà mình xem một vài cái mẫu xe hiện tại đang ở bãi và một vài mẫu xe hiện tại đang chuẩn bị về. Đấy thì mời các bác xem và tham khảo nhé. Đấy em quay và báo giá cho các bác luôn. Đây là bãi xe nhà em đây, để xe rất là nhiều ngoài đường cũng như là một số nơi khác đang đi dọn. Đây, và một số những xe thì cũng đang chuẩn bị về nhé. Thì bây giờ trước tiên là chiếc xe Hyundai Verna. Đây là chiếc Hyundai Verna đời 2008, số sàn máy 1.3. Đấy, chiếc xe này màu bạc các bác nhé, tên tư nhân chính chủ biển Hà Nội. Nhà em hiện tại đang có hai chiếc xe Verna các bác nhé. Một chiếc xe Verna nữa cũng đời 2008 và cũng đã rút hồ sơ rồi, cũng màu bạc luôn, cũng giống con này luôn. Nhưng mà trước kia thì cũng đang đúc. Chiếc này thì chưa có nhá. Đấy. Và cái giá em đang chào bán là loanh quanh tầm khoảng 165 triệu cho đến 170 triệu một chiếc nhá. Đấy. Xe thì được sẽ hỗ trợ hồ sơ và vận chuyển cho các bác luôn. Và chiếc tiếp theo bên cạnh thì tí em sẽ chia sẻ nhá. Bây giờ em sẽ quay các bác xem qua nội thất của chiếc xe này và một lát nữa sẽ đến lần lượt những chiếc xe khác nhá. Rất là nhiều xe tại bãi. Các bác đến nhà em để tha hồ chọn nhá. Giá từ vài chục triệu cho đến vài trăm triệu. Rất là nhiều có chủng loại, có mẫu xe, số sàn, số động và những dòng xe gồ ghề có rất là nhiều. Đấy thì đây, mời các bác xem cái nội thất bên trong của chiếc xe này nhé. Đây là nội thất bên trong các bác nhé. Đấy, xe này là nhập khẩu nguyên chiếc luôn. Đấy, Hyundai Verna cực kỳ là tiết kiệm nhiên liệu mà đời thì rất là cao. Mà giá tiền thì cũng rất là phải chăng. Đây là một dòng xe có thể cạnh tranh cho với cái dòng xe Vios được các bác nhé. Vios thì các bác biết rồi là đời sẽ thấp hơn và giá tiền thì chắc chắn là nó sẽ khác, đúng không? Đấy. Đây là cái nội thất bên trong của chiếc xe Hyundai Verna các bác nhé. Máy cực kỳ là êm luôn, xe thì đảm bảo không bị đâm đụng va chạm ngập nước gì và mua về là sử dụng ngay. Đấy rồi, ok. Đấy, chiếc tiếp theo là cái chiếc xe GAC. Đấy, và chiếc xe này chủ xe mới mang đến đây để đổi xe khác cho em. Đấy, chiếc này thì động cơ 1.3 đời 2011, số sàn. Đấy, đồ được lắp của dòng xe Toyota sang rất là nhiều các bác nhé. Đấy, chiếc này thì không lỗi, keo chỉ cục kèo không zin hết. Đấy, và giá của chiếc xe này đang bán là 135 triệu thôi, chỉ với giá 135 triệu thôi nha các bác nhé. Đấy, đồ đạc thay thế cũng rất là sẵn luôn, nếu các bác nào mà có nhu cầu mua mà không biết về vấn đề là ví dụ phụ tùng sửa chữa thay thế thì bên em sẽ hỗ trợ nhé. Và đây có thêm một chiếc mẹc nữa nhé các bác nhé. Chiếc mẹc này là đời 2002, số tự động máy 1.8, mẹc này là mẹc C200, số tự động các bác nhé, màu đen, tư nhân chính chủ biển Hưng Yên. Một cái chiếc xe mà có cái la răng rất là đẹp, đúng không ạ? Và form dáng của chiếc xe này cũng rất là đẹp, sơn xi sạch sẽ, mua về là sử dụng ngay nhé. Xe không lỗi. Và tất cả những xe nhà em đang bán thì đảm bảo các bác luôn là xe không có lỗi, không bị va chạm ngập nước gì. Xe không bị va chạm ngập nước gì các bác nhé. Đấy. Bây giờ quay cho bác xem qua cái nội thất. Nội thất thì để chìa khóa trong kia rồi. Rồi ok, bác nào mà quan tâm thì hãy alo cho em để được biết thêm thông tin chi tiết về cái chiếc xe này cũng như là một số cái chiếc xe khác nhé. Đấy. Đấy, giá của chiếc xe này thì em đang bán với giá là 170 triệu. 170 triệu thôi các bác nhé. Xe cực chất luôn, nội thất màu đen C180 các bác nhé. Động cơ chỉ có 1.8 thôi, cực kỳ là tiết kiệm nhiên liệu. Đấy, và chiếc tiếp theo muốn chia sẻ cho các bác biết, đấy là chiếc xe đây là cái chiếc xe M-Grand EC X7 nhé. Chiếc xe này là xe X7, xe gầm cao 5 chỗ form SUV đời 2014, đăng ký lần đầu năm 2015. Và đặc biệt là sử dụng động cơ của Camry các bác nhé. Động cơ Camry 2.4. Đấy, form dáng rất là đẹp luôn, đúng không ạ? Gầm rất là cao. Một cái xe màu trắng. Và đặc biệt là chiếc xe này độ zin còn cực kỳ là cao nhé. Còn như mới luôn. Chiếc xe này còn cực kỳ là mới luôn. Đấy, và giá của em đang bán là 350 triệu cho chiếc xe này. Đấy, số tự động các bác nhé. Xe cực đẹp luôn. Xe 5 chỗ. Nhiên liệu của chiếc xe này cũng tầm khoảng chục lít, gần chục lít trên 100 km thôi. Rất là hấp dẫn, đúng không? Rồi ok. Đây em có chiếc xe La Lốt đây nhé các bác nhé. Bác nào mua thì alo cho em.
Trước này em bán 55 triệu. Đấy, 55 triệu cho chiếc xe Lalot này, sơn si sạch sẽ. Xe vẫn chạy ngon các bác nhá. Đấy, xe vẫn chạy ngon luôn. Báo giá tổng thể cho các bác luôn những cái xe hiện tại đang ở bãi nhá. Đấy, sau này ít bữa nữa thì em sẽ không nhập những cái chiếc xe nó ít tiền nữa, nhập xe nó cao cao tí. Vì cũng vì em không tiếp được hết khách, vì xe nhiều mà không để được hết chỗ, không có chỗ để hết. Đấy rồi, ok, đây là cái chiếc xe Mazda các bác nhá. Chiếc xe này gần 100 triệu. Mazda 626 nhập Nhật luôn. Nhập Nhật các bác nhá, tư nhân chính chủ biển Hải Dương. Na răng đúc các thứ đầy đủ hết rồi. Đấy, xe rất đẹp. Mua về sử dụng ngay, xe không đâm đụng va chạm gì, không ngập nước, đăng kiểm đến tháng 11. Đấy, sang tên bình thường, hỗ trợ vận chuyển nữa các bác nhá. Bên em hỗ trợ cả vận chuyển cho các bác luôn nhá. Đấy, form dáng của xe rất là đẹp luôn. Sơn si sạch sẽ, sạch đẹp luôn nhá các bác nhá. Đấy, bác nào mà quan tâm thì hãy alo cho em. Số điện thoại của em là 0938 586 307. Đấy, và đây là cái nội thất của xe nhá các bác nhá. Đấy, nội thất của xe đây ạ. Xe nội thất cũng khá là đẹp, rất là sang trọng luôn. Nội thất đẹp không nhá. Đấy, nội thất da rất là đẹp luôn, rất là sáng. Đúng không? Và đây tóc new xe đây. Tôi có thấy rằng là nội thất xe cũng tương đối là đẹp. Rồi ok, chiếc xe đấy thì em bán là trên mấy triệu, cũng xích soát 100 triệu hỗ trợ vận chuyển, hỗ trợ hồ sơ cho các bác. Đấy. Và cái chiếc tiếp theo. Chiếc này cũng mới về nha các bác nhá. Xe cực đẹp luôn. Đời 2011. Mang tên là Ford Fiesta. Động cơ của chiếc xe này là 1.5. Và cái động cơ này sử dụng động cơ có 1.5 được bác nhá. Nhiên liệu thì tầm khoảng 6.5 lít cho đến 7 lít trên 100 km thôi. Nhiên liệu cực kỳ là hấp dẫn luôn ạ. Chiếc xe này đời 2011. Đời cực kỳ là cao, đúng không? Form dáng rất là đẹp. Và chạy thì rất là sướng luôn. Rất tiết kiệm nhiên liệu, biển Hà Nội, tư nhân chính chủ nhá các bác nhá. Đấy, màu bạc xịn. Đấy, chiếc xe này thì em đang giao bán là hơn 300 một ít. Xe nhô 300 triệu các bác nhá. Thì các bác có thể mua được cái chiếc xe Fiesta đời rất là cao này rồi. Đấy, xe cực đẹp luôn. Và cực kỳ là tiết kiệm nhiên liệu. Đặc biệt là có một cái biển Hà Nội đúng không ạ? Biển Hà Nội thì các bác biết rồi, rất là có giá đúng không ạ? Em quay các bác xem nội thất bên trong nhé. Một chiếc xe nội thất đẹp. Đấy, lốp đẹp, cám dài, sơn si đẹp, sơn zin còn nhiều. Đây nội thất của chiếc xe đây ạ. Đây, nội thất của chiếc xe đây nhé các bác nhé. Ghế da zin nguyên bản luôn. Đấy, và đây là cái phần nội thất bên trong của xe. Đấy, xe này vừa em mới đi đi về xong. Đi về cách nhà cũng mấy chục cây, đi rất là sướng. Vừa em chạy cao tốc trên 100 km luôn các bác nhá. Trên 150 km. Rất là ok, rất là chắc chắn. Đấy. Ở đây là cái chiếc xe Ford Fiesta 2011. Đăng ký lần đầu năm 2012, số tự động. Đấy, máy chỉ có 1.5 được các bác nhá. Đấy, một cái chiếc xe hình dáng đẹp và nội thất cũng rất là đẹp luôn. Cực kỳ là chất đúng không ạ? Đây vô lăng củ số đây ạ. Đây dàn âm thanh nhá. Âm thanh cực kỳ là hay. Đăng kiểm có đến tháng 12 năm 19 con nhá. Rồi ok. Và đến cái chiếc tiếp theo quay cho các bác xem là cái chiếc xe Ford Mondeo. Ford Mondeo các bác nhá. Đời 2003, đăng ký 2004. Nhà em hiện tại thì đang có 4 chiếc Ford Mondeo luôn. 3 chiếc 2.0 và 1 chiếc 2.5. Chiếc này là chiếc 2.5 các bác nhá. Chiếc này là chiếc 2.5 số tự động. Đấy, 3 chiếc 2.0 thì 2 chiếc thì ở nhà em và có 1 chiếc thì đang ở trong Sài Gòn nhá. Một chiếc Ford Mondeo đang ở trong quận 9 Sài Gòn. Bác nào mua thì đến quận 9 xem nhá. Đấy, và đây là cái phần nội thất bên trong của chiếc xe Ford Mondeo 2.5 bản đủ, ghế điện này. Đấy, rồi vô lăng tích hợp. Đấy, rồi có cả cửa lock luôn. Đấy, chiếc này thì em đang bán 160 mấy triệu thôi. Rất là hợp lý cho một chiếc xe Ford Mondeo. Rất là đẳng cấp đúng không ạ? Và đây em đang có thêm một chiếc nữa vừa về xong. Chiếc này thì vừa về nhà các bác nhá. Vừa về nhà xong, biển Hà Nội. Biển rất đẹp. Biển 29U2828. Biển rất là đẹp luôn. Chiếc xe này là BMW 325 đời 2004 số tự động. Đấy.
tên tư nhân chính chủ nhé, đăng ký tên tư nhân chính chủ luôn. Đấy, và cái chiếc xe này mang cái biển cực kỳ là đẹp, nội thất vẫn ghế da zin nguyên bản luôn các bác nhé, sơn xi sạch sẽ, các bác mua về sử dụng ngay. Đấy, bên em vừa về xong, vừa mua về xong thì chiếc này thì nếu ấy em bán với cái giá loanh quanh là tầm khoảng hơn 200 một tí, hơn 200 các bác nhá. Xe này bán hơn 200. Đây là có khách xem đẹp. Hơn 200 các bác mua được một chiếc xe BMW rất là đẳng cấp luôn. Xe vừa về. Đấy, nội thất rất là đẹp, vô lăng cực kỳ là chất luôn. Đây các bác xem phần vô lăng. Vô lăng tích hợp đúng không ạ? Ghế da zin nguyên bản các bác nhá. Ghế da zin luôn. Ghế da zin ở đây củ số đấy ạ. Đấy trần, đấy trần rất là sáng. Đây anh Hiếu ơi đi. Ồ anh Hiếu giật sao tuột bộ rồi. Không ấy được à. Đúng như. Vâng rồi. Ok ok, cái đấy tính sau anh ơi. Tôi bỏ đi. Vâng. Em sẽ quay cho bác xem một số cái mẫu xe khác ở trong bãi nhá. À mà bây giờ hiện tại thì cũng giới thiệu các bác luôn là Ford Fiesta thì ngoài chiếc xe này thì em có một chiếc xe khác cũng đời 2011 luôn nhá. Ford Hatchback. Chiếc xe đấy là form một đầu. Và chiếc xe đấy cũng đang bán với giá là trên 300 một chút. Và hiện tại thì một lát nữa cũng về một chiếc xe nữa, cũng tầm tiền như mấy cái chiếc xe cỏ cỏ đây. Giá hơn 100 triệu một tí. Đây là chiếc xe Mitsubishi Lancer 2001. Số sàn và chiếc xe đấy động cơ là 1.6. Giá của chiếc xe đấy em đang bán là 115 triệu. Bác nào quan tâm thì alo cho em. Chiếc xe này màu đen nhé. Và một chiếc xe nữa mới về. Đấy, chiếc xe này là chiếc xe BMW, cũng là BMW nhé. Nhà đang hiện tại đang có tổng thể là 3 chiếc xe BMW luôn. 3 chiếc xe BMW. Thì một chiếc vừa em giới thiệu rồi, còn cái chiếc này nữa là chiếc BMW đời 2001, đăng ký lần đầu năm 2012. Số tự động, động cơ là 2.0 các bác nhé. Biển số 29, 5299, biển số rất là đẹp luôn, đúng không ạ? Chiếc này em cũng mới lấy về nhé. Cho nên là về sơn xi. Cho nên về bên hình thức bên ngoài thì còn đang bẩn đúng không? Còn đang bẩn. Chiếc xe này vệ sinh đi ngay là thì lại đẹp ngay. Đấy, chiếc xe này em sẽ cho đi vệ sinh ngay trong buổi ngày mai. Đây và đây là phần nội thất bên trong của xe các nhá. Đấy, nội thất bên trong, số tự động kia có nhìn thấy rồi đúng không? Đấy. Ghế điện các thứ đầy đủ hết nha các nhá. Ghế điện này. Đấy, xe của chiếc xe này thì cũng tương đối là đẹp, các bác mua về cũng sử dụng ngay. Mua về các bác thì chỉ cần vệ sinh thôi là đẹp. Đấy, chiếc này thì em bán giá hợp lý thì có 175 triệu thôi các bác nhá. 175 triệu thôi, xe cam kết không đâm đụng va chạm gì, không ngập nước. Đấy. Và có một vài cái chiếc nữa quay bác xem. Đây là một số cái mẫu xe, đây là chiếc xe, đây là chiếc xe Samsung 2014, số tự động, đời cực kỳ là cao luôn nhé. Và chiếc xe này là động cơ Nissan Samsung, mang tên đầy đủ là Samsung SM3, nhập khẩu nguyên trước từ Hàn Quốc nhé các bác nhé. Chiếc xe này nhập khẩu nguyên trước từ Hàn Quốc luôn. Hiện tại nhà em đang hai chiếc như này, một chiếc đời 2010 kia, 2010 và đăng ký 2012, và chiếc xe này 2014 đăng ký 2015, số tự động. Đấy, nhập khẩu nguyên trước từ Hàn Quốc về nhé các bác nhé. Nhập khẩu nguyên trước từ Hàn Quốc luôn. Màu đen, tư nhân chính chủ biển Hải Dương. Chiếc xe này chủ xe gần nhà em luôn. Chủ xe gần nhà luôn, thông tin lý lịch các thứ đầy đủ hết các bác nhá. Bác nào mà mua chiếc xe này em cho thông tin lý lịch của chủ xe trước đầy đủ hết. Đấy, nội thất cực đẹp nhá. Chiếc xe này mới chạy được khoảng tầm 8 vạn thôi. Gần 8 vạn. Cho nên là về chất của nó còn rất là đẹp, còn rất là mới. Đấy, động cơ thì động cơ Nissan 1.6 đấy thì các bác thay đồ rất là dễ nhé. Thay đồ một số cái dòng xe Nissan sang là vừa luôn. Và bây giờ quay cho bác xem một chiếc xe BMW. Một chiếc xe BMW đời 2005, số tự động. Đấy, mang tên là BMW X5 các bác nhé. X5. Xe này là 5 chỗ nhưng mà cái gầm của nó rất là cao. Form dáng to. Được cái tên là SUV đấy ạ. Cái dòng xe form SUV. Đấy, động cơ là 3.0, số tự động. Xe được trang bị cửa lốc toàn cảnh luôn. Đây, biển Hà Nội đúng không ạ? Đây, mở cho các bác xem qua loa cái phần nội thất bên trong của chiếc xe này nhá. Đấy, nội thất cực kỳ là sang trọng luôn, đúng không ạ? Rất đẹp và rất là sang trọng. Và cửa lốc toàn cảnh luôn các bác nhé. Cửa lốc toàn cảnh luôn.
Đấy, các bác xem nội thất của chiếc xe BMW X5 này rất là sang trọng luôn, đúng không? Chiếc xe này ngày xưa thì các bác biết rồi là sản xuất ra thì nó sẽ là vài tỷ đồng chứ không phải là ít, đúng không? Bây giờ qua thời gian 5 tháng sử dụng thì chiếc xe này đời 2005 và giá tiền bây giờ của nó chỉ có nhô 300 triệu một chút thôi nhá, tầm khoảng 300 triệu thôi. Đấy, biển số rất là đẹp, đúng không? Một cái chiếc xe màu cũng rất là đẹp luôn, rất là to, cao, rộng rãi, chạy cực kỳ là sướng luôn các bác nhé. Và đây chiếc tiếp theo, đây là chiếc xe Haima Brema 7 chỗ các bác nhé. Chiếc xe này là chiếc xe 7 chỗ số tự động máy 1.8, xe chỉ trang bị cửa lốc và có cả túi khí, có cả phanh ABS luôn. Và chiếc xe này còn rất là đẹp, chạy rất là ít, cũng chỉ chạy được có mấy vạn thôi. Và chiếc xe này là nó còn zin đét hết các bác nhé, máy zin, số zin và keo chỉ cột kèo là nguyên zin hết, sơn zin còn rất là nhiều. Chiếc xe này thì em đang bán giá là 260 triệu, em bao hồ sơ bao vận chuyển cho bác luôn. Đây là chiếc xe Samsung SM3, vừa rồi em cũng đã giới thiệu qua loa. Chiếc này thì giống với chiếc đen ngoài kia nhá, đời 2010, đăng ký 2012, số tự động máy 1.6 màu bạc. Đấy, xe biển Hà Nội. Chiếc xe này cũng động cơ 1.6 luôn, trang bị cực kỳ là nhiều tiện nghi hiện đại, ví dụ cửa lốc này, túi khí này, đấy, đúng không? Và sấy ghế này, vô lăng tích hợp này, điều hòa tự động này. Âm thanh thì chiếc xe này cực kỳ là hay nhé, âm thanh chiếc xe này nó độ vào lên khoảng tầm khoảng 20 triệu, chủ trước người ta đi người ta độ vào tầm khoảng 20 triệu luôn tiền âm thanh. Ở chiếc xe này thì em bán giá là cũng hơn 300 triệu một ít. Đấy, xe được trang bị cả màn hình và cam lùi và có cả cam tiến luôn nhé, cam hành trình đấy ạ. Đấy, số tự động. Xe trang bị rất là nhiều tiện nghi hiện đại luôn ạ. Và giá tiền thì đang bán là 320 triệu các nhé. Cái chiếc kia, chiếc màu đen kia thì em đang bán giá là cũng xích xoát 400. Cái chiếc màu đen bên ngoài kia cũng gần 400 vì đời cao hơn. Đấy, và tiếp theo giới thiệu cho các bác xem một cái mẫu xe Innova 2006, đăng ký 2007. Chiếc xe này là Innova G xịn các bác nhé, xe không taxi, không dịch vụ. Không taxi, không dịch vụ các bác nhé, nội thất vẫn lý nguyên zin luôn. Đấy, xe này em đang bán với giá là 285 triệu. Có lục lá thêm cho các bác. Đấy, và đây là cái nội thất bên trong của chiếc xe. Nội thất rất là sang trọng nhá và rất là đẹp nhá. Đấy, vẫn lý nguyên các bác nhá. Ghế lý và tắp ni lý luôn. Đây ghế lý đây ạ. Đây các bác xem là ghế nó vẫn lý ở trong đây ạ. Đấy, vẫn là ghế lý đây nhá. Và được bọc lót bởi một cái đệm ở trên này. Đấy. 285 triệu các bác nhá. Bác nào quan tâm alo cho em để được biết thêm thông tin chi tiết. Đấy, cái chiếc xe nào ít dùng anh cho vào trong góc cho em. Ví dụ như con xe Ford Laser kìa, cho trong góc. Con này hay thỉnh thoảng ấy thì để ra ngoài. Bây giờ em còn một vài mẫu xe em giới thiệu luôn nhá. Đây, nhà em có một chiếc xe này, là chiếc xe Ford Escape 2009, đăng ký 2010, số tự động. Động cơ của chiếc xe này là 2.3 các bác nhé. Chiếc xe này màu đen, biển thành phố luôn. Bác nào mua ví dụ thành phố Hà Nội hay thành phố Sài Gòn mua sang tên sang biển ok nhé. Xe đang được cho đi rút hồ sơ. Chiếc xe màu đen nguyên bản luôn. Và đặc biệt trên chiếc xe này là cực kỳ là chất. Đấy, và độ nguyên bản cực kỳ là cao. Ví dụ như là máy zin, số zin. Chưa hề động chạm nhé các bác nhé, chưa hề bổ, chưa hề động chạm luôn. Nội thất của chiếc xe này cũng là zin luôn, ghế da zin nguyên bản. Đấy, các bác xem cái phần nội thất bên trong của chiếc xe đây nhé. Đấy, nội thất bên trong của chiếc xe đây ạ, số tự động. Đấy, cái dòng đời cao các bác biết rồi là hộp số sẽ nằm ở dưới, cái tay củ số sẽ nằm ở dưới, không giống như là một số cái đời chiếc xe đời cao, đúng không ạ? Và đời thấp không giống như một chiếc xe, một số những chiếc xe đời thấp nó nằm ở trên vô lăng. Đấy, cái chiếc xe này em đang bán giá là 355 triệu nhá. Xe rất đẹp, bao lỗi cho các bác luôn. Và cái chiếc tiếp theo
quay cho bác xem cái chiếc này và cái chiếc xe màu trắng kia là giống nhau nhá. Đấy, chiếc xe 37 này và chiếc xe 37 này nó giống nhau. Đấy, chiếc này thì em đang bán giá là 230 triệu, xe 7 chỗ số tự động, đời 2012, đăng ký năm 13, máy 1.8, máy 1.8 số tự động các bác nhé. Trang bị cửa lốc, túi khí, phanh ABS, màn hình cam lùi, màn hình cam lùi đầy đủ các bác nhé. Đấy, đây là nội thất bên trong của cái chiếc xe Haima Prema này. Đấy, cửa lốc đấy ạ. Động cơ chỉ có 1.8 thôi, rất là tiết kiệm nhiên liệu. Dòng xe này nhiên liệu tầm khoảng dưới 10 lít trên 100 km, tầm khoảng đấy thôi. Đấy, bác nào mà mua về chạy gia đình rất là ok. Một chiếc xe 7 chỗ rất là rộng rãi, đời cũng khá là cao, máy cực kỳ chất nhá. Cái dòng xe này là dòng xe Haima Prema. Và cái dòng này thì các bác chắc hẳn là cũng đã tìm hiểu, cũng đã biết. Đấy là nó được sản xuất dựa trên công nghệ của cái dòng xe Mazda của Nhật Bản nhé, Mazda Nhật Bản đấy ạ. Cho nên là đồ đạc thay thế từ dòng xe Mazda sang rất là nhiều, đồ đạc rất là sẵn luôn, thông tin là sẵn luôn. Và đây em giới thiệu luôn cho bác xem, đây là một chiếc xe Ford Laser 2004 số tự động, máy 1.8, số tự động máy 1.8 nhé. Chiếc xe này là chiếc xe Ford mới rồi, đăng kiểm của đến tháng 10 năm 2019. Đấy, xe nổ, máy nổ rất là êm đúng không? Biển 60 nhưng mà gốc Hải Dương các bác nhé. Chiếc xe này biển 60 nhưng mà nó là gốc Hải Dương đấy ạ. Vừa rồi thì ông chủ trước ông ấy ở Hải Dương nhưng mà ông ấy đi vào trong Đồng Nai công tác một thời gian. Đấy, cho nên ông ấy đổi biển và bây giờ lại về Hải Dương rồi. Đấy, bác nào mà quan tâm thì alo cho em. Chiếc xe này bán 170 triệu. Máy 1.8 nhá. Xe rất là chất luôn, máy cực kỳ chất, số ngon, điều hòa mát, đăng kiểm con. Xe mua về sử dụng ngay. Và em này hiện tại đang có hai chiếc xe mui trần vừa đi vừa bán nhá. Hai chiếc xe mui trần này là vừa đi vừa bán luôn. Bác nào mà quan tâm thì em nhượng cho một chiếc và em để lại một chiếc để đi. Đấy, hai chiếc này nhá. Động cơ là 1.6 số tự động. Chiếc này thì được lưng mui lên rồi. Đấy, mui lưng bằng điện các bác nhé. Đấy, dòng xe này mang tên là dòng xe Mini Cooper, nhập khẩu nguyên chiếc từ Đức về luôn. Đấy, nhập cái dòng xe Mini Cooper này nhập khẩu nguyên chiếc từ Đức về nhé các bác nhé. Một chiếc xe màu đỏ mà một chiếc xe màu vàng. Đấy, biển Hà Nội và biển Sài Gòn. Đấy, chiếc đỏ này biển Sài Gòn này và chiếc vàng là biển Hà Nội các bác nhé. Đấy, hình dáng của xe cũng rất là đẹp luôn đúng không? À, rất là gọn, xe rất là gọn, rất là đẹp luôn. Đây em quay cho bác xem cái phần ngoại thất và cũng như là phần nội thất của xe luôn nhé. Và đây là phần đuôi của xe các bác nhé. Đấy, chiếc Spectra giờ mới về xong nhé, thì em quay cho bác xem sau. Và đây các bác xem nhé, đây là phần nội thất bên trong của chiếc xe Mini Cooper màu vàng này. Chiếc này đăng ký lần đầu năm 2007 nhé. Số tự động, máy chỉ có 1.6 thôi, cực kỳ là tiết kiệm nhiên liệu luôn. Hiện tại thì em đang quay vào bây giờ nó cũng thời tiết hơi tối một chút vì bây giờ cũng trời cũng sắp tối rồi mà, cho nên là nhìn cũng không được rõ nét cho lắm đúng không? Đấy, các bác xem nhé. Đấy, vô lăng này, xe trang bị màn hình cam lùi và có cả cam tiến luôn. Đấy, âm thanh cực kỳ là hay. Âm thanh cực kỳ là hay luôn. Đấy, và bây giờ em sẽ sang quay cho bác xem cái chiếc xe Mini Cooper màu đỏ này. Đấy, chiếc này thì lưng bạt lên rồi nhé, lưng mui bạt lên rồi. Bạt mềm các bác nhé. Chiếc xe này là bạt mềm. Đấy, và cái chức năng điều khiển bạt của nó thì nằm ở trên đây nhé. Đấy, hai công tắc đây. Chiếc này em quay cho bác xem nhé. Đấy, chiếc này thì nó cũng giống như chiếc kia, xe rất là đẹp luôn, không khác gì nhau cả. Cũng đăng ký lần đầu năm 2007, số tự động, máy 1.6. Đấy, chiếc xe này cũng không khác gì chiếc xe kia nhá, cũng công tắc điện được bấm ở trên đây, công tắc lưng bạt, lưng mui xuống mui đấy ạ.
các bác nếu mà không thích mua trần thì các bác có thể nâng lên như thế này, nâng lên như này nhá, thì là như một chiếc xe bình thường luôn, không khác gì cả. Điều hòa rất là mát nha các bác nhá. Đấy, đây là nội thất bên trong của xe. Em quay thì thời tiết bây giờ nó hơi tối một chút. Chiếc xe này đăng ký 4 ghế các bác nhá. Đăng ký 4 ghế luôn, màu đỏ. Và tất cả những chiếc xe như thế này em bán đều hỗ trợ hồ sơ và hỗ trợ vận chuyển cho các bác. Em bao hồ sơ và vẫn hỗ trợ vận chuyển nhé. Bao hồ sơ và hỗ trợ vận chuyển cho các bác luôn nhé. Đấy, hai chiếc xe đây ạ. Bác là quan tâm, alo cho em nhé. Số điện thoại của em là 0938 586 307. Địa chỉ xem xe tại số 156 Ngô Bệ, phường Hải Tân, thành phố Hải Dương. Ở cạnh, ở gần bệnh viện y học cổ truyền và ở gần bến xe Hải Tân ạ. Các bác cứ đến cái vị trí đấy, các bác alo cho em ở gần cái vị trí bến xe Hải Tân và bệnh viện y học cổ truyền. Và đây nhá, hiện tại thì nhà em mới về một chiếc xe Kia Spectra. Đây là chiếc xe Kia Spectra các bác nhá. Nhà em hiện tại đang có hai chiếc Kia Spectra, một chiếc màu đen và một chiếc màu màu trắng ở ngoài kia. Tí em quay bác xem chiếc màu trắng nhé. Đấy, em chưa quay, tí em quay. Chiếc xe Kia Spectra này là đời 2004. Máy 1.6 các nhá. Dòng xe này thì máy 1.6 chắc hẳn là các bác cũng biết rồi. Chiếc xe hai chiếc xe này của em là không taxi và cũng không có dịch vụ nhá. Đấy, xe không taxi, không dịch vụ gì. Đây cái nội thất bên trong em quay cho bác xem nhé. Xe vừa cũng mới lấy về xong. Đấy, xe mới lấy về xong các bác nhá. Đấy là nội thất bên trong của xe đây ạ. Đấy, chiếc xe này thì em bán giá là 105 triệu. Và chiếc xe màu trắng kia thì em bán là cũng tầm 98 triệu nhá, chiếc màu trắng bên ngoài kia. Hai chiếc xe đều không qua dịch vụ taxi gì. Và giá bán thì cũng tầm tầm như nhau, cũng chỉ chênh nhau không đáng kể các bác nhé. Sơn xi rất là bóng bẩy sạch sẽ luôn đây ạ. Đấy, chiếc xe này mai em sẽ vệ sinh dọn dẹp đi thì nó cũng hơi bẩn. Nó cũng hơi bẩn một chút. Và bây giờ sẽ quay bác xem cái chiếc xe Kia Spectra nhé. Chiếc Kia Spectra này là màu trắng, biển 98 Bắc Giang. Đấy, chiếc này thì vừa em nói là bán cũng xuất soát là 100 triệu nhé. Chiếc xe này mua về các bác cũng chỉ việc là đổ xăng chạy thôi. Mua về sẵn dùng luôn, không đâm đụng va chạm ngập nước gì. Bọn em đi mua xe bọn em cũng test hết rồi, cho nên là các bác cũng hoàn toàn yên tâm. Cũng hoàn toàn yên tâm đến mua thôi nhé. Đây là cái nội thất bên trong của chiếc xe Kia Spectra màu trắng này nhé. Hai màu cho các bác lựa chọn, một chiếc màu trắng và một chiếc màu đen. Màn này có thứ đầy đủ nhá các bác nhá. Hai chiếc xe đều có màn này. Và có một chiếc xe Crown bên đường kia thì chiếc đấy em bán với cái giá là hơn 70 triệu. Đấy, và xem còn chiếc xe nào nữa nhỉ? Mấy chiếc xe Mondeo là một này, còn Verla nữa này. Verla cũng đang đi dọn này. Đấy, và chiếc xe nào nữa nhỉ? Có một vài cái mẫu nữa nhưng mà hiện tại thì chưa về nhá. Các bác xem những chiếc xe vừa em giới thiệu quảng cáo, các bác tham khảo, bác nào mà chốt được chiếc xe nào thì các bác hãy alo cho em. Các bác alo trực tiếp để được biết thêm thông tin chi tiết về xe cũng như là hình ảnh của, cũng như là hình ảnh nhá. Em sẽ gửi hình ảnh chi tiết cho bác. Đấy, các bác kết nối Zalo theo số điện thoại 0938 586 307 để được biết thêm chi tiết về từng xe nhá. Rất là nhiều, giá tiền từ 100 triệu cho đến giá tiền từ